Xin kính chào toàn thể quý khán giả của kênh ô tô 360. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn ủng hộ kênh ô tô 360 trong thời gian vừa qua. Hôm nay là ngày Chủ nhật, xin chúc quý vị và toàn thể gia đình của quý vị một ngày nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần, là ngày Chủ nhật nhưng chúng tôi vẫn làm việc bình thường ạ. Nếu như quý vị và các bạn đang có nhu cầu mua xe cũ thì xin quý vị và các bạn qua địa chỉ của ô tô 360 chúng tôi là để 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử những chiếc xe cũ còn rất đẹp ạ. Và trong clip này chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một chiếc xe nhập khẩu ở phân khúc hạng A. Đây là chiếc xe đến từ thương hiệu nổi tiếng của Nhật Bản, đó là chiếc xe Mitsubishi Altra. Đây là chiếc xe Mitsubishi Altra 1.2 số tự động ạ. Chiếc xe đây là bản số tự động nên là được full trang bị full option rồi ạ. Từ la răng đúc đến ghế da đến khóa thông minh, đèn nổ, tắt tốt hết rồi đấy ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2016, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội và đã chạy được 4.8 km rồi ạ. Thì các bạn theo dõi camera của chúng tôi để được xem chiếc xe Mitsubishi Altra 2016 này ạ. Chiếc xe được màu trắng ạ và nó là số tự động. Nếu như cái dòng này là số sàn thì thường là rất nhiều người mua về để chạy dịch vụ, nhưng số tự động thì cũng ít người chạy dịch vụ ạ. Cho nên chiếc xe này còn rất mới và đẹp ạ. Dòng số sàn thì phần lớn là khách hàng mua về để chạy dịch vụ, nhưng chiếc xe số tự động này thì là chúng tôi cam kết là xe đẹp và nguyên bản, không chạy dịch vụ tí nào ạ. Ở phân khúc hạng A với động cơ 1.2 thì là xăng nó cũng ăn rất là ít thôi, cho nên quý vị và các bạn cũng không phải lăn tăn trong cái thời kỳ xăng nó đang giảm giá như hiện nay, và nhất là thời kỳ dịch bệnh thì để mình sắm cho gia đình của mình một chiếc xe để bảo vệ cho gia đình mình, để hạn chế đi những phương tiện công cộng như là đi taxi hoặc xe buýt. Quý vị các bạn bỏ ra hơn 300 triệu đồng thôi thì đã bảo vệ an toàn cho gia đình của bạn, là tránh tiếp xúc, hạn chế đi những cái xe phương tiện công cộng thì là đỡ bị lây bệnh rất là nhiều ạ. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là hơn 300 triệu đồng thôi. Và nếu như quý vị các bạn muốn trả góp thì chúng tôi vẫn có thể làm trả góp cho quý vị các bạn được, vì đây là chiếc xe nhập khẩu và lại được sản xuất năm 2016. Cho nên chúng tôi vẫn có thể vay ngân hàng cho quý vị các bạn tới 70% giá trị của xe và vay trong vòng 6 năm với lãi suất rất là ưu đãi. Chiếc xe này cụ thể là chúng tôi đang bán với giá là 369 triệu đồng. Nếu như quý vị các bạn quan tâm chiếc xe này thì mời quý vị các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để tư vấn. Và nếu như quý vị và các bạn muốn xem xe trực tiếp, muốn lái thử trực tiếp chiếc xe này thì mời quý vị các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi là ở 16 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Đường Tố Hữu thì nhiều người có thể không biết đến vì cái tên Tố Hữu là đường rất là mới ạ. Đó là cái đường Lê Văn Lương kéo dài. Ở địa chỉ 16 Tố Hữu thì chúng tôi đang bày bán rất nhiều các loại xe ô tô cũ, từ những cái phân khúc hạng A, hạng B, hạng C cho đến hạng D. Từ những xe hatchback, xe sedan cho đến xe SUV hoặc xe bán tải, chúng tôi đang có rất nhiều các loại xe cũ để phục vụ quý vị và các bạn. Nếu như quý vị và các bạn không ngại thì mời quý vị và các bạn bớt chút thời gian để đến với cửa hàng chúng tôi ở địa chỉ 16 Tố Hữu, thì quý vị các bạn được xem rất nhiều các loại xe và được đi thử rất nhiều các loại xe nếu như quý vị và các bạn muốn ạ. Quý vị các bạn có thể bỏ ra hơn 100 triệu đồng thì quý vị các bạn cũng đã được sở hữu ngay một trong những chiếc xe ô tô tại cửa hàng chúng tôi rồi ạ. Cửa hàng chúng tôi đang bán rất nhiều các loại xe ô tô có giá chỉ hơn 100 triệu đồng cho đến 1 tỷ hoặc có thể hơn 1 tỷ đồng, tùy từng thời điểm chúng tôi cũng đều có ạ. Nhưng trong thời gian dịch bệnh hiện nay, với nhu cầu người dân ở những cái thu nhập thấp muốn sở hữu xe để chống dịch, chống tiếp xúc, chống bệnh tật, thì chúng tôi đã mua rất nhiều các loại xe ở phân khúc hạng A và những cái phân khúc rất là ít tiền cho quý vị các bạn, chỉ 200-300 triệu đồng thôi. Quý vị các bạn cũng có thể sở hữu ngay một chiếc xe ô tô cũ để bảo vệ sức khỏe cho gia đình của mình rồi ạ. Và hôm nay trong clip này chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị các bạn một chiếc xe đến từ thương hiệu nổi tiếng của Nhật Bản, đó là chiếc xe Mitsubishi Altra. Đây là cái phiên bản Altra 1.2 số tự động ạ. Chiếc xe được full option, đó là từ la răng đúc, ghế da, khóa thông minh, đèn nổ, nói chung là full option hết rồi ạ. Quý vị các bạn mua chiếc xe này về thì quý vị các bạn cũng chỉ việc đổ xăng vào mà chạy thôi. Nếu như quý vị các bạn muốn sang tên, chúng tôi sẽ sang tên cho quý vị các bạn ngay trong vòng một buổi sáng hoặc là một buổi chiều. Chúng tôi có thể sang tên cho quý vị các bạn, hoặc là quý vị các bạn cứ cầm chiếc xe như vậy để đi thôi ạ. Chỉ cầm chiếc xe nguyên xe và đăng ký đăng kiểm, quý vị các
các bạn cũng có thể sử dụng được ạ. Tất cả những chiếc xe tại cửa hàng chúng tôi thì chúng tôi đều mua trực tiếp từ chính chủ, cho nên là có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, quý vị các bạn không phải lo lắng về an ninh của chiếc xe nào cả. Quý vị các bạn yên tâm mua bán tại cửa hàng chúng tôi, vì cửa hàng chúng tôi là luôn đảm bảo chiếc xe, thứ nhất là về chất lượng, thứ hai về an ninh của chiếc xe. Chúng tôi luôn luôn kinh doanh và giữ uy tín. Xe có thể không có nhưng uy tín là phải có. Cho nên quý vị và các bạn nếu muốn mua xe ô tô cũ, mời quý vị các bạn qua cửa hàng chúng tôi ở địa chỉ 16 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Và nếu như quý vị các bạn quan tâm đến chiếc xe này thì mời quý vị các bạn liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được tư vấn ạ. Chiếc xe này chúng tôi đang chào bán với giá là 369 triệu đồng ạ. Nếu như quý vị các bạn quan tâm thì quý vị các bạn qua xem xe, lái thử trực tiếp và chúng tôi sẽ bớt cho quý vị các bạn. Nhiều quý khách hàng chưa xem xe mà đã quan tâm đến cái giá rằng là anh ơi, cái xe này là anh sẽ bớt cho tôi bao nhiêu thì tôi mới đến xem. Nói thật với quý vị các bạn, nếu như đi mua xe ô tô cũ, quý vị các bạn hãy quan tâm đến cái chất lượng là việc đầu tiên. Đừng có quan tâm đến cái giá vội. Nếu như cái giá mà nó quá rẻ mà cái xe chất lượng nó quá kém, tai nạn rồi hoặc đâm đụng rồi hoặc ngập nước rồi thì nó quá rẻ, thì quý vị các bạn cũng không nên mua. Và nó có đắt hơn một chút nhưng chiếc xe còn rất là đẹp, rất là nguyên bản và chạy ít. Nói chung là về chất lượng mà ưng ý thì cái giá nó có cao hơn một chút thì quý vị các bạn cũng nên mua. Tôi đi mua xe thì chúng tôi đến nhà dân chúng tôi mua làm việc trực tiếp. Có thể là những chiếc xe chúng tôi thích về chất lượng mà chúng tôi sẵn sàng bỏ với giá tiền rất là cao để chúng tôi mua chiếc xe đấy về. Chúng tôi quan trọng là cái chất lượng rất là nhiều, chứ nếu như chiếc xe mà đâm đụng hay tai nạn, dù có rẻ hơn 50 triệu hay 30 triệu hay là bao nhiêu tiền nữa thì chúng tôi cũng không mua. Chúng tôi quan tâm đến chất lượng là cái việc đầu tiên, cho nên là chúng tôi cũng khuyên quý vị và các bạn đã đi mua xe cũ thì quý vị các bạn đến tận nơi xem xe, lái thử, cảm thấy ưng ý thì quý vị các bạn hãy làm việc đến cái giá cả. Còn giá cả chúng tôi đưa ra đây có thể quý vị các bạn để tham khảo trong cái tầm tiền của mình thôi. Quý vị các bạn có thể tham khảo trong cái tầm tiền của mình là mình đang có 500 thì mình chọn những cái xe tầm 500, có 600 mình chọn cái xe tầm 600, hoặc là có 300 thì chúng ta cũng chỉ quan tâm đến cái xe tầm 300 thôi. Còn đến xem trực tiếp thì chúng tôi sẽ bàn bạc cái giá cả sẽ bớt cho quý vị và các bạn như thế nào ạ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi clip của chúng tôi. Một lần nữa chúng tôi xin chúc quý vị và các bạn có một ngày nghỉ cuối tuần thật vui vẻ và hạnh phúc ạ. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo của ô tô 360. Quý vị và các bạn hãy like clip và đăng ký kênh để đón nhận những clip mới nhất mà chúng tôi update lên trên đây ạ. Chúng tôi đi mua xe cũ về là chúng tôi sẽ quay clip và up lên kênh ô tô 360 này. Nếu như quý vị và các bạn quan tâm đến chiếc xe ô tô cũ thì quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh để đón nhận những clip mới nhất mà chúng tôi cập nhật lên trên này ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo.
quan tâm đến chiếc xe này, xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 là 090 560 8883. Và nếu quý vị và các bạn yêu thích kênh ô tô 360, xin quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh để theo dõi các clip tiếp theo của ô tô 360 bằng cách quý vị và các bạn hãy click chuột vào phần đăng ký ở phía dưới góc bên phải màn hình của quý vị để đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị và các bạn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo của ô tô 360.